nhờ khách đang thử chiếc này cho mấy năm ít đẹp đó. Chiếc này chiều hôm qua có Sóc Trăng lựa rồi, bây giờ sáng sớm mình bắt đầu lấy ra mình làm bảo dưỡng toàn chiếc khác, hạ bồn với bảo dưỡng toàn phần máy, thay những cái đồ nóc rồi vô nó bền, chạy ra sau là DC 1.5 lít 27. Trong hình thôi chứ ngoài nó bự lắm nha nè. Chiếc 1.5 này bây giờ mới giật bồn ra, bây giờ bắt đầu tiến hành gắn cái bồn hướng bao vô, cho nên xem xích nó cao lắm nha, đã ben rồi đó, bên chân nó có chức năng bên chân tự động nha, auto xuống đồng. Rồi sau khi giật ra nó như thế này đây. Động cơ chiếc này còn rất là mới luôn. Ở đèn cho các anh em xem. Đây 1.5 giờ cái bồn rất là bây giờ đang lên cái hướng bao này. Em chưa nhìn thấy mới, không có phải dụng gì mới đâu. Máy này có hạ có bảo dưỡng không ta? Có. Ôi, sáu thằng thở rồi. Cái đạn 1.5 là thay dễ lắm nha, đồ nó to dễ làm. Chỉ này chắc cỡ 2-3 bữa nó xong. Rồi máy 1.5 giờ đã bắt đầu hoàn chỉnh rồi ha. Cũng có thể đi chiều nay là giao luôn. Lăn bọc kiểm tra đạn lên hết rồi. Hai một bánh vô. Bồn mình cũng đã làm rồi nha, bữa ngày mình quay bồn cho anh em xem. Đây, bồn mình đã làm xong, bồn mới 100% ha. Đi nóc còn chắc rồi, mình làm cho khách lại hàng nữa. Đây, bồn rất là to ha. Còn dán tem nữa, xong, vô xích lên đường luôn. Rồi, giờ đã hoàn chỉnh rồi đó, dán tem của ta rồi lên hết rồi. Tại do của ta nó không có xích cái tem của người hướng bao. Cho nên mình đỡ gì luôn. Kỹ lại điện cái máy giao cho khách ha. Bên chân đây. Rồi, ok. Nghiêng bên. Xuống. Hết ha.
nâng chân nữa, đang nâng chân. Đó, làm sao đó. Đây là không sợ đúng là gì đâu nha anh em, cao khủng khiếp luôn. Cảm ơn anh em đã theo dõi video ha. Nếu anh em có thể thích cái kênh của mình đó, muốn tham khảo về máy móc đó, thì anh em nhấn nút đăng ký này ha, giúp mình ha. Đây, thì các anh em sẽ nhận được những video mới nhất đó, mình sẽ đăng cho mọi người xem. Rồi, xin cảm ơn nha. Rồi, em xin chào mọi người nha. Thì em quay sơ lược cái kho máy hiện có của công ty em ha. Thì bây giờ để em quay sơ lược cho mọi người xem ha. Bây giờ quay từ trên cao trước ha. Thì kho của em gồm có máy cày và máy gặt. Máy gặt lúa thì em có DC70 để phía trước này ha. DC70 có hai loại là DC70G là cái loại có dừa khoan, và DC70 thường là những chiếc máy giống vậy. Phía trong đây thì em có để mấy chiếc 105 ha. Đây là máy lớn hàm cắt 3m, 105X. Đây còn 3 chiếc cho anh em xem ha. Em phong lớn kìa. Đây em nào muốn xài cho mấy năm thì em có sẵn nhiều lắm nha. Ở phía bên đây là mà em cũng còn mấy chiếc DC95 ha, DC95GM hàm cắt 2m7 ha, đọc lòng 2m4. Đây là cái khu vực mà để những chiếc DC70G của Thái này, nguyên phiên bản chưa hạ bồn. Đây cho anh em xem. Với lại em có một số máy DC70 Plus, DC70G Plus là hàng chạy 95% đó, gần như mới. Mới chạy khoảng 100 với 200 giờ thôi. Đây. Rất là mới nha nè. Đây là chiếc DC70G Plus hàng hiếm á, em về container được rồi. Còn cuốn chưa chắc hết sơn luôn ha. Phía trong này cũng để có để máy đấy nha, phía trong. Chào mọi người nha, đây là cái khu vực mà để mình bảo dưỡng máy cho khách đó. Những cái máy đã bán rồi nằm đây hết ha, thì mình bảo dưỡng tùy theo mức độ mà làm nha. Có thể là 60 như trước kia 60 thì làm hết, này bảo dưỡng một phần nhỏ nè. Này máy, hai cái máy này xong rồi. Đây là 70G đang hạ bồn. Chứ hai chiếc này thì đang đợi làm. Mình làm thì theo mức độ nha, mọi người có thể tới xem. Còn cái phía ngoài đây là mình khu vực mình để trưng bày máy, mọi người cứ lựa máy ở đó. Đây là khu bảo dưỡng. Máy đây làm. Đây là cái địa chỉ của công ty mình ha, là ở 167 quốc lộ 53, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long á. Có số điện thoại. Thì công ty mình thì cách bệnh viện đa khoa khoảng chừng 800m ha. Phía bên đó tòa nhà trắng trắng kìa, xa xa kìa ha.